Người cá ơi, xin chào các bạn. Biết chắc rằng có nhiều bạn đang gặp khó khăn trong việc liên hệ Tiun giúp thực hiện ước mơ trở thành người cá. Thế nên hôm nay giới thiệu đến các bạn những phương tiện kết nối với Tiun dễ dàng nhất, đó là qua Zalo và các mạng xã hội sau đây. Instagram là nơi Tiun quảng cáo sản phẩm lăng xê cho các đệ tử người cá của mình đến toàn thế giới. Ở Việt Nam bây giờ nói thiệt, không ai đủ tư cách bán đồ bơi tiên cá mà còn dạy bơi người cá cho các bạn. Vì nếu làm được như thế, họ phải được chứng nhận là thầy người cá quốc tế giống Tiun, mà phải am hiểu rõ về kỹ thuật bơi lặn lội người cá mới có thể tạo ra đuôi tiên cá chất lượng nhất để phục vụ cho các bạn. Bởi vậy, đuôi tiên cá monofin thiết kế bảo hành 365 ngày của Tiun là đặc biệt nhất thế giới, nguyên liệu nhập khẩu từ Hàn Quốc nha. Còn đuôi tiên cá mà mấy chỗ khác, Tiun đã từng mua về dạy bơi cho mấy bạn vài ba tháng là hư hết trơn. Họ không có chế độ bảo hành tốt, họ không có chăm sóc khách hàng tốt, mà Tiun bán đồ cho họ, Tiun phải chăm sóc cho họ luôn. Đã như vậy mà họ chỉ có bảo hành 60 ngày thôi là tối đa đó, còn giá tiền thì mắc lắm các bạn à. Thế nên đồ bơi tiên cá Tiun ra đời là vậy đó. Thế nên những gì tốt nhất Tiun đã làm cho các bạn. Tiếp theo là Facebook, mà là fanpage của Tiun, các bạn nên nhắn tin vào inbox là tốt nhất. Kế đến là YouTube, mọi sự kiện hoạt động người cá, du lịch, vui chơi, giải trí, giải cứu động vật liên quan đến Tiun tất cả sẽ được đăng ở trên này cho mọi người xem. Nói tóm lại, muốn liên hệ Tiun các bạn chỉ có 3 cái trang: Facebook, Instagram, YouTube và Zalo thôi. Chứ mấy bạn đừng có nhắn tin ở những nơi khác, Tiun không có chăm sóc nổi đâu. Hiện tại ở trên Facebook cá nhân của Tiun á, tin nhắn chờ rất là nhiều, Tiun thật sự không có xem được. Chỉ có nhắn tin vô mấy cái phương tiện này thì Tiun dễ dàng đọc tin nhắn của các bạn thôi. Đã vậy, Tiun thấy có nhiều bạn tạo tài khoản giả của Tiun nữa, nên ai mà muốn liên hệ Tiun dễ dàng thì chỉ đăng ký theo dõi mấy cái trang này thôi nha. Đơn giản nhất là các bạn nhắn tin trên chatbot của website Tiun nè, gõ vào đây là Tiun sẽ nhận được ngay. Tiun phải chỉ rõ như vậy để các bạn biết, đừng có làm cái điện thoại Tiun kẹt máy vào cuối tuần nữa. Cũng vì không có giới thiệu rõ cho các bạn cách liên hệ nên nhiều bạn cứ gọi phone mãi, làm Tiun bị mất rất nhiều khách hàng làm web. Và những cái khách hàng cũ họ liên hệ Tiun chăm sóc website cũng không được nữa. Tiun làm web 10 năm rồi các bạn, có khách ở 6 quốc gia lớn trên thế giới, mà nhiều nhất là ở Singapore và Hàn Quốc. Thế nên các bạn đừng có liên hệ sai cách nữa nha. Để năm mới Tiun làm việc suôn sẻ, mới bày ra nhiều chương trình trò chơi hấp dẫn để phục vụ các bạn người cá và cứu động vật hoang dã nữa nha.